Đà Lạt có biến lớn, chính quyền hốt hoảng, thật hay đồn. Mới đây bất ngờ một số tụ điểm vui chơi giải trí như địa điểm tích hợp cà phê, âm nhạc, mây lang thang và rạp chiếu phim CineStar chi nhánh Đà Lạt đã đột ngột thông báo tạm ngưng mọi hoạt động vào các ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Được biết, chương trình văn nghệ 30 tháng 4 tổ chức tại mây lang thang rất hoành tráng, có sự góp mặt của các ca sĩ như Bằng Kiều, Đan Trường, Lương Bích Hữu trong ngày 30 tháng 4 và sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Lê Hiếu Vương Linh vào ngày 1 tháng 5. Thông báo trên trang Facebook của CineStar Việt Nam. Đây được cho là một chương trình đại nhạc hội rất quy mô và tốn kém. Việc bỏ tiền ra mời các ca sĩ nổi tiếng tham gia, ban tổ chức đã phải bỏ chi phí không nhỏ. Ngoài ra, chương trình này được tập dượt bài bản, chỉ chờ đến phút mà diễn. Như vậy, việc hủy bỏ chương trình sát giờ diễn khiến cho đơn vị tổ chức mất rất nhiều tiền. Nhưng vì sao chính quyền vẫn buộc phải hủy? Trên trang web và trang Facebook của CineStar và Mây Lang Thang cho biết việc hủy chương trình là theo chỉ đạo khẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau đó, các thông tin báo chí nói trên đã bị gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa lại nội dung. Hành động mờ ám này của chính quyền Đà Lạt đã đặt ra một câu hỏi to tướng, bởi phải có một nguyên nhân rất cấp bách nào đấy thì chính quyền mới ra chỉ đạo khẩn đến như thế. Họ buộc chương trình phải dừng nhưng lại không cho ban tổ chức nêu lý do xuất phát từ họ. Vậy họ đang muốn che đậy điều gì? Ngay sau khi hành động mờ ám của chính quyền thành phố Đà Lạt thì tin đồn đã rộ lên. Theo đó, những đồn đoán cho rằng có bạo động tại trung tâm thành phố Đà Lạt và công an đã ra lệnh đóng cửa siêu thị. Chính quyền Đà Lạt đã lên báo phủ nhận thông tin đồn này nhưng không giải thích vì sao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt lại cấm các chương trình đại nhạc hội của Mây Lang Thang và của CineStar Việt Nam ngay trước giờ khai mạc. Một nhà quan sát đánh giá, theo thói quen ứng xử của chính quyền, dù cho Đà Lạt có bạo động hay không thì họ cũng không bảo là có bạo động. Bởi việc thừa nhận Đà Lạt hay bất kỳ nơi nào khác có bạo động là thừa nhận xã hội đang rất bất ổn, hoặc như ngôn ngữ của họ là gây hoang mang dư luận. Theo tư duy của Đảng Cộng sản, dù có bạo động thì họ cũng giấu triệt đi để mà tránh lan rộng ra, tránh cho bọn phản động lợi dụng theo như họ nói, và im lặng họ cũng dễ bề trấn áp hơn. Đảng Cộng sản cai trị bằng lửa mị nên vẫn luôn dùng chiêu trò để tạo ra một xã hội bình yên giả tạo để mà du ngủ người dân. Được biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng dự kiến dịp nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 sẽ đón khoảng 200.000 lượt khách tham quan. Nhưng việc cấm các chương trình ca nhạc sẽ gây tác động rất lớn đến ngành du lịch của thành phố. Vì vậy, có thể suy đoán do chính quyền không quản được an ninh trật tự nên mới cấm. Chính quyền cho báo chí phủ nhận tin đồn là Đà Lạt có biến. Thực tế, thượng tầng chính trị của Việt Nam đang rất hỗn loạn. Trong đó, chính ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an là kẻ được cho rằng làm loạn. Mặc dù vậy, việc làm loạn ở triều đình dẫn đến bạo động ở địa phương này hay không đang là câu hỏi được đặt ra. Và vì sao chính quyền Đà Lạt phải cấm hoạt động vui chơi, giải trí như vậy? Thực tế, dưới thời Tô Lâm, công an địa phương không còn liên kết với chặt chẽ với chính quyền địa phương. Ở cấp tỉnh, giám đốc công an là người của Tô Lâm, thực hiện theo thu nhập hồ sơ đen của các quan chức của tỉnh để thực hiện việc bắt bớ khi cần. Việc chính quyền và công an địa phương đã không còn tiếng nói cũng là một nguyên nhân rất lớn khiến cho chính quyền địa phương không quản được an ninh trật tự khi họ không có tiếng nói chung. Mà một khi đã không quản lý được thì cứ cấm cho nó lành, cách xử lý của người Cộng sản trước nay vẫn như thế. Bởi nếu để xảy ra vấn đề gì thì có khi lãnh đạo địa phương lại bị quẳng vào lò ngay và luôn. Cũng nên nhớ hiện nay ông Tô Lâm mới là người đốt lò chứ không còn là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mà một khi Tô Lâm muốn đốt thì sẽ quẳng vào lò chứ không tham qua nhiều thủ tục, nhiều khê, nhiều tổng. Như thường lệ, trong trường hợp này có lẽ tin đồn đáng tin hơn tin chính thức từ chính quyền Đà Lạt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Đà Lạt có biến lớn, chính quyền hốt hoảng, thật hay đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất,
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Còn lại, trụ chính và trụ tổng, Tô Đốn trụ nào trước đây? Như vậy là sau 36 ngày tấn công dồn dập, Tô Lâm đã đốn hạ được 2 trong 4 trụ. Xem như tứ trụ bị gãy một nửa. Giờ đây còn lại 2 trụ, đó là Tổng Bí Thư và trụ Thủ tướng. Ông Tô Lâm sẽ đốn trụ nào trước đây là câu hỏi được đặt ra. Rõ ràng tham vọng của Tô Lâm là trở thành Tổng Bí Thư, nhưng vấn đề là việc đoạt ngôi trong lúc này có đúng thời điểm chín muồi hay không? Làm chính trị bằng binh quyền như Tô Lâm như chơi dao hai lưỡi vậy, nếu không thành công thì rất có thể chính Tô Lâm là kẻ sẽ bị đốn. Sau khi loại được Vương Đình Huệ thì Phạm Minh Chính trở thành đối thủ nặng ký nhất của Tô Lâm lúc này. Phạm Minh Chính cũng tham vọng trở thành Tổng Bí Thư bởi đây là vị trí nắm giữ quyền lực tối cao mới có thể thâu tóm hết thảy trong lòng bàn tay. Phạm Minh Chính được cho là kẻ chơi cờ người và né đòn rất giỏi. Khi Vương Đình Huệ bị dụng thì Phạm Minh Chính cũng bớt được một đối thủ. Tuy nhiên cũng vì Vương Đình Huệ dụng mà Tô Lâm lại nổi lên như thế lực mạnh nhất. Giờ đây đối đầu với Tô Lâm còn khó hơn đối đầu với Vương Đình Huệ. Có lẽ Phạm Minh Chính cũng hiểu điều này. Thủ tướng cũng là vị trí có thực quyền lớn chỉ sau Tổng Bí Thư. Nếu không tranh được chức Tổng Bí Thư thì Phạm Minh Chính có thể ngồi ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa, cũng là giải pháp không tồi. Tuy nhiên, ngồi ghế Thủ tướng mà phải dưới tay Tô Lâm thì nhiều bất trắc hơn là dưới tay ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi dù sao, ông Trọng cũng tuân thủ quy trình, còn Tô Lâm thì bất chấp và chuyên đánh úp, rất nguy hiểm. Tin nội bộ gần đây cho biết Phạm Minh Chính đã bắt tay với Tô Lâm để hạ Vương Đình Huệ. Tuy nhiên không rõ việc hợp tác này là lâu dài và có thỏa thuận phân chia quyền lực hay chỉ là tạm thời để loại đối thủ trước mắt. Dù sao, liên kết với Tô Lâm lúc này cũng là lựa chọn khôn ngoan, tránh va chạm trực diện với Tô Lâm và chờ cơ hội khác đến với mình. Từng là đối thủ của nhau trong Bộ Công an và đang ngồi cùng nhau trong Bộ Chính trị, thì ắt hẳn Tô Lâm hiểu rất rõ Phạm Minh Chính. Theo đánh giá của người đưa tin, Phạm Minh Chính chơi cờ người rất giỏi và ông cũng rất giỏi né đòn trong các cuộc thư hùng trên vũ đài chính trị. Như vậy, việc Chính bắt tay với ông Tô Lâm được đánh giá là cách để né đòn. Trụ Phạm Minh Chính và trụ Nguyễn Phú Trọng đốn trụ nào trước chính là câu hỏi không hề dễ trả lời. Không những không dễ trả lời với giới quan sát mà cũng không dễ trả lời với ngay cả bản thân ông Tô Lâm. Bởi dù đã mất đi khá nhiều quyền lực do không còn sai khiến được Bộ Công an, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang còn chức Bí thư Quân ủy Trung ương, tức là ông đứng đầu Bộ Quốc phòng về mặt đảng. Đây là điều khiến Tô Lâm phải cân nhắc thật kỹ, bởi ông Tổng mà bắt tay với Phan Văn Giang thì có thể kẻ thất bại sẽ chính là Tô Lâm. Dù sức mạnh chính trị của Nguyễn Phú Trọng bị tổn hao nhiều, nhưng tấn công vào ông cũng là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Điểm khó cho Tô Lâm là liệu Phan Văn Giang có nhảy vào cuộc hay không. Nếu Phan Văn Giang sẵn lòng bảo vệ ông Trọng thì đây là chuyện bí mật trước khi Tô Lâm tung đòn vào ông Tổng. Muốn đánh được trụ Tổng, Tô Lâm phải điều tra được mối quan hệ giữa hai người này. Còn nếu nhắm mắt làm liều thì có thể rủi ro sẽ lên rất cao. Ngoài ra, dù cho thế lực đã bị sứt mẻ, nhưng ở vị trí Tổng Bí Thư, ông Trọng vẫn còn rất nhiều quyền lực trong đảng, nên lật ông không phải là dễ. Nhưng nếu không lật ông Trọng sớm, để đến cuối nhiệm kỳ, lúc đó ông Trọng giới thiệu người khác kế nhiệm, thì Tô Lâm sôi hỏng bỏng không. Xem ra, bước đi tiếp theo của Tô Lâm khó hơn rất nhiều so với lúc ông đánh Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Chúng ta hãy đợi xem Tô Lâm sẽ tấn công ai, tấn công Phạm Minh Chính để loại thêm một đối thủ nữa, hay tấn công Nguyễn Phú Trọng để đoạt luôn ngôi vương. Tô Lâm đang mạnh lên nhưng chưa chắc đã bất khả chiến bại. Ông còn phải trải qua rất nhiều cuộc chiến cam gò nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Còn lại trụ chính và trụ tổng, Tô Đốn trụ nào trước đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de